Việc gọi cải tiến lên Lại nữa Hết nhóm cài thê này tới nhóm cải thuê khác Chết đi Khi sự trên là sức mạnh quá lớn Thì cài thê cũng là điều vô nghĩa Mấy con Titan nó vòng vòng mình Nó chết đâu mất tiêu hết rồi có một người mà ngài cần phải chú ý đó là Levi hắn là đội trưởng đội cài thuê của shop cài game giá rẻ com chúng ta sẽ hoàn thành đơn hàng bằng mọi giá hoàn thành đơn hàng bằng mọi giá đơn hàng hoàn tất hello xin chào anh em chào mừng đã trở lại với quý trần gamer à, dự đoán là một tuần nữa sẽ game all star sẽ update à, không biết update này có gì vui hay không chứ giờ này thấy hơi bị ngán rồi nhưng không sao nay là tôi đang đã rỗi và tôi sẽ mạnh dạn dự đoán <laughs> là game này update sẽ cần năm um, em uh, tệ tệ cũng phải là năm em sasuke em cho nên nay mình sẽ nhanh trí mình sẽ mua trước năm em sasuke hiện tại đang bán sasuke <laughs> tôi sẽ nhanh trí mua năm em sasuke để dành nha Ờ, hiện tại tôi có hai em rồi. Banner ít đang bán Sasuke. Ồ, banner này trên Naptoro ngon nè. Mua được Zenith chứ Conan là trầm luôn nha. Bên đây ESB nữa. Rồi tôi, um, video hôm nay là tôi sẽ thử thách nhân phẩm uh, mua Sasuke nha. Tôi chỉ cần ba em Sasuke thôi. Với 33.000 kim cương. Để coi là 33.000 kim cương tôi mua bao nhiêu lần thì ra, ra. Thầy ơi, nó còn là Naruto Kid không? Để coi là bao nhiêu lần thì ra ba em Sasuke. Đúng banner không ta? What? Shikimaru <laughs> 20 phát vẫn chưa có dấu hiệu gì ta Thử phát nữa kìa Này tôi sẽ nhanh trí đón đầu tôi mua Sasuke trước luôn Mà nó không ra luôn ta Ba chục Ba chục lần không ra luôn anh em Để tôi xóa quá cái Eviter cái hả Trời ơi tống được khoảng 6 chục slot nữa rồi Tiếp tục anh em Còn có 10 phút nữa là hết rồi ê, Cố gắng chỉ tiêu kiếm ba em Sasuke Hơi bị chua ha Ê, ê Không có đứa nào luôn ta bốn chục lần quay bốn chục lần không ra một em Sasuke dạo này tôi tưởng là tỷ lệ được nhân hai này nọ dữ lắm mà ta năm lần không ra em Sasuke luôn quay năm chục lần không ra một con Sasuke Hình <laughs> nói sáu chục lần ra đúng một con nha ra được hai con anh em rồi chỉ còn một em Sasuke nữa thôi tiếp tục tiếp tục khô máu nữa nè dự đoán là phải là năm em Sasuke hoặc là Itachi Thế nên thôi Ủa uh, ai uh, Combo 3 em Naruto một <laughs> vàng Naruto luôn em nãy tôi quay một phát là 10 em Naruto Vô yeah. Lần không có ta Naruto anywhere nhưng mà không có Sasuke uh, Tôi sẽ để dành năm Sasuke Rồi Itachi Chừng nào bán Itachi tôi mua mua trước luôn chị, chị, không có bán luôn ta Không có ra luôn ta Rồi đây full nữa rồi anh em cái tôi full dễ lắm Tại vì à, tôi đựng nhiều quá rồi Nên là cho ăn tiếp nữa Cái này up em Naruto lên level hơi cao luôn á Update vậy up Note Rồi Naruto dễ xài hơn Up Naruto lên đi Rồi 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 Mua rồi bán nữa rồi 330 mấy Còn được 5 chục slot nữa anh em Chỉ tiêu cái bọn em Sasuke đó thôi Tệ lắm thì ba 30 lần nữa cũng ra Nhưng mà tôi thấm giác Thì như là tôi quay về là tỷ lệ nó hơi bị xui đó uhm, Đâu rồi 100 lần ra được có hai em Sasuke Hai con năm sao à nhiều người nói là tỷ lệ nó được dân hai này nọ nghe tỷ lệ dân hai tôi mới vô tôi quay và sao quay nó <laughs> hình như gặp tôi nó chia hai hay sao em quay đến lần 60 nó mới ra nè 60 mà không ra nữa thì chắc là đập máy xóa cơ sau đó đi vô liều mạng với anh amin thôi Ê, trời cũng không được nữa rồi à, nói chung là tệ lắm thì cũng đạt được đúng là một con sasuke luôn ha amin dạo này tôi thấy tỷ lệ người ta nói là cao tôi nghe đồn tôi nghe thiên hạ đồn anh em tỷ lệ quay ra năm sao cực kỳ cao tôi quay đã hết năm ngàn mấy kim cương năm ngàn bốn kim cương mới ra được ba em sasuke thôi kết hợp với hai em có sẵn nữa là được năm em đó à, giờ tôi chỉ ngồi đi hóng và chờ cái nút này nó thành màu trắng và có thể bấm vô được thôi anh em đó, kiểu vậy nào vô 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 <laughs> giờ thì chưa bấm được còn itachi nữa à, tôi sẽ hóng tiên tri luôn quy tiên tri trước <laughs> Vì mua bị hóng luôn Không có thì sao Không có không sao đâu Tước sao gì nó cũng phải lên năm sao thôi Chỉ là vấn đề thời gian Quay 120 lần luôn ha Tại vì mình cũng còn nhiều kim cương Do tôi không có đúng sự kiện Nên tôi còn được 30 ngàn kim cương anh em Do Phạm Đam đó. Phạm bây, bây giờ thì nhiệm vụ Đam với tôi Nó cũng uh, sắp mắc mất tiêu rồi trăm uh, 200, trăm uh, 201 luôn 201 là mắc rồi Cho Nên còn không có nhiều đó Ít lắm Bây giờ thì tiết uh, kiệm thôi vậy chỉ còn chờ Itachi mua phán phán chừng hai em Itachi đó quy phán luôn mua hai em Itachi rồi đi cái map hải tặc map uh, làng làng lá nè với làng lá chứ không phải hải tặc với cái map này đó để lấy mấy con mắp cuối này đó rồi tới bữa đó thế nào nó cũng sẽ ra làng lá và những con mắp cuối này thôi đưa là vô là bụp thôi không cần phải suy nghĩ gì nhiều hết trơn các em dễ chưa uh, mấy con up con gút á nếu mà bạn nào không biết thì là mấy cái con up con gút này lên uh, đây là con gút này nè đó mắp là la là, la là, la là, la là, la là, la là, la gì đó đó tôi sẽ sắm một vài con này nữa farm cho nó đều 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 ra rồi sau đó thì cứ việc ngồi chờ và up lên thôi khỏi cần phải farm nữa thôi hôm nay chỉ là thử thử nhân phẩm thôi nhưng mà nhân phẩm tôi nó đi thui à. rồi. rồi bye, bye nha bữa sau nhân phẩm nào đẹp đẹp cao cao hơn quay mới được quay gì nó nhục quá rồi bye bye hẹn gặp lại ở những video tiếp theo